chỉ có thấy duy nhất một quy luật thị trường, còn không thấy màu sắc nào khác. Thì càng làm cho người phụ nữ làm nghề thế khổ nhục hơn, mặc cảm hơn, tự ti hơn. Và giúp chúng ta thấy qua cái đại dịch, chúng ta đã chứng kiến những kẻ hôi của trên mồ mả của những xác chết và cái giá của dân tộc này trả. Cái phát triển là bởi vì con người của chúng ta không cùng tin vào bản sắc văn hóa của mình nữa. Vậy thì nhân ngày giỗ tổ nghề thơ, đó là một cơ hội để vượt lại tất cả, để rửa đi, bào mòn đi tất cả sự hủ chuộc đó, mặc cảm đó, tự ti đó. Mà muốn làm được điều này phải nêu bật được cái vai trò những ngày giỗ tổ của nghề thơ, phải trong vai trò chính cung đức của họ. Nhưng làm sao để nó rung lên cái ký đó, những cái giá trị đó, để nó trở thành sáng sủa lấp lánh hơn, để người ta đến hoặc là đến một mạng xã hội, người ta thấy nó lấp lánh trở lại. Còn cái mà để tin, còn cái gì mà tin. Vậy thì để làm sao nó rung lên ký ức đó, tôi mới mời anh Kỳ, tôi mời anh Từ nghệ thuật đặc sắc, tôi mời nữ sinh áo tím, để làm sao hòa tấu lại với một dàn nhạc, để làm rung lên những cao đường đã bị chôn vùi, bị đầy đọa bởi cái đàn đại dịch này. Và tôi mời rất nhiều người bạn, tôi nhờ mỗi người bạn cầm một cái máy điện thoại. Tôi không cần người đời phải xem nó, tôi chỉ cần người vợ theo của tôi xem. Họ nhìn ông Lưu Chủ tịch, ông Doanh, những người bạn nhỏ chí thẳng, họ cũng phản xem và họ cảm giác nghề mình cũng rất tôn trọng, nghề mình không biết lỗi gì. Nếu một ngày nào đó các bạn thấy những tác phẩm này, nó sẽ đẹp trở lại. Đó là cái giá nặng nhất mà nghề thơ của mẹ phải đứng đầu. Vậy thì tôi có một lời kêu gọi thiết tha, hãy làm sao những hạt giống thui chột bị chôn vùi, bị đầy đọa đó sẽ nhân cái ngày giỗ tổ nghề thơ, sẽ được cưới vòng và làm sót lại những đơn những đốm hoa của nền văn hóa bản sắc của dân tộc, của người mẹ Việt Nam. Đây là điều tôi kêu gọi thiết tha, nên mong ước những nghệ thuật như anh Kỳ, nghệ thuật nền mỹ học phát trà của dân tộc, nghệ thuật đặc sắc là nghệ thuật để làm rực rỡ những cái mà đã chìm vào bóng tối, và ánh sáng đó là chân lý, đó là những giá trị phải hiện về. Đó là một nghệ sĩ đặc sắc mà tôi đã mời bạn, và tôi chọn được sự áo tím đồng khách, dù sao nó cũng là một cái biểu tượng giá trị gì đó, một lịch sử, thì làm sống trở lại và cùng với nghệ thuật để chúng ta hòa tấu lại với nhau như một dàn nhạc để làm sống lại.